Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng kính chào quý vị. Thôn Quê Sài Gòn xin được chia sẻ đến quý vị về câu chuyện hàng nghìn chiến binh samurai Nhật Bản đã bí mật theo đạo Công giáo trong thế kỷ 16. Triều đình phong kiến Nhật Bản đưa ra các chính sách hà khắc cấm đạo Công giáo vào thế kỷ 16. Nhưng các thanh bảo kiếm của các chiến binh samurai vẫn chạm khắc hình ảnh các thánh giá bí mật và các biểu tượng hay ký tự đặc trưng của Công giáo. Các biểu tượng này đã được phát hiện trong một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về rất nhiều thanh kiếm cổ tại một số bảo tàng ở Nhật Bản. Những kiếm sĩ sùng đạo đã bí mật thuê các thợ kim hoàn đúc trên những thanh bảo kiếm của họ hình ảnh thánh giá Chúa Chiều Nạn và các biểu tượng Kitô khác được giấu khéo léo trên vỏ kiếm hoặc chuôi kiếm. Các biểu tượng Kitô giáo này đã được phát hiện trong một cuộc kiểm tra các thanh kiếm samurai tại bảo tàng Sawada Miki Kinekan ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Có khá nhiều những thanh bảo kiếm samurai với các biểu tượng Kitô giáo ẩn được sử dụng sau khi chính sách cấm đạo được áp dụng. Các samurai đã chế tác hình ảnh Chúa Giêsu và Đức Mẹ trông giống như các vị Phật và thay đổi âm điệu những bài thánh ca, kinh nguyện thành âm thanh giống như các bài tụng kinh của Phật giáo. Và những thanh kiếm của bảo tàng Sawada Miki Kinekan cho thấy có hàng trăm samurai đã theo đạo Công giáo một cách bí mật. Các nhà sử học thực hiện tiến trình kiểm tra cẩn thận và ước tính thời điểm những thanh bảo kiếm được chế tạo dựa trên các yếu tố như thiết kế, vật liệu và kỹ thuật được sử dụng để sản xuất chúng. Yuhiko Nakanishi là chủ tịch Hiệp hội của Bảo tồn Kiếm Nhật cho biết ông cũng đang sở hữu 48 chuôi kiếm samurai được xác định là của những người theo đạo Thiên Chúa. Các thanh bảo kiếm với các biểu tượng Thiên Chúa giáo có niên đại từ thời Chiến Quốc 1467 đến 1568 và những năm 1600 sau khi Toyotomi Hideyoshi đưa ra các chính sách cấm đạo Thiên Chúa trên toàn quốc. Các phát hiện này chỉ ra rằng các samurai vẫn giữ đức tin của họ sâu sắc, bất chấp lệnh cấm có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp và tính mạng của họ. Kênh Thôn Quê Sài Gòn trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết của trang Katana Center. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh và bấm nút chuông bên dưới để có thể đón xem những video mới nhất từ Thôn Quê Sài Gòn. Mai Chi, biên tập viên của kênh Thôn Quê Sài Gòn tại San Francisco, xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.